Cùng với việc chỉ đạo các địa phương, đơn vị ra soát, xét lại kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống, kiểm tra hệ thống kho, trạm, chằng chống nhà cửa và chuẩn bị cơ sở vật chất hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó thiên tai tại Trung đoàn Bộ binh 996. Sau khi nhận được điện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, Trung đoàn đã tập trung bảo đảm kiểm tra cơ sở vật chất, quân số, lực lượng phương tiện để tham gia thực hiện nhiệm vụ trên các hướng mũi mà Bộ Chỉ huy đã xác định. Hiện nay, 100% quân số của Trung đoàn Bộ binh 996 đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất cũng như đảm bảo hậu cần cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Với tinh thần chủ động nắm chắc tình hình, phòng là chính và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về lực lượng phương tiện, Trung đoàn Bộ binh 996 đã làm tốt công tác quản triệt, giáo dục để cả cán bộ chiến sĩ nêu cao ý thức, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ khi thiên tai xảy ra. Xác định đây là nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn là nhiệm vụ trung tâm, Bộ Chỉ huy Quân sự chúng tôi đã quán triệt các mệnh lệnh hướng dẫn của trên và triển khai tổ chức thực hiện để đơn vị. Đến giờ phút này, mọi cơ quan đơn vị đã tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị từ vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai đến quán triệt giáo dục cho cán bộ chấp hành nghiêm các quy định và đặc biệt là quy tắc bảo đảm an toàn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần chủ động, khẩn trương và đầy trách nhiệm, hàng trăm cán bộ chiến sĩ, bộ đội địa phương, dân quân cơ động cùng với các loại phương tiện như xuồng máy, xe cứu kéo, ô tô đã sẵn sàng cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.